Chào mừng anh em đến với video của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con máy của mình. Nó là con máy Siora 1603L. Mình sẽ chế một cái ủi mini vào đây cho nó để ủi đất nha các bạn nhé. Hôm mình hoàn thành rồi, hôm nay mình sẽ quay mình giới thiệu cho các bạn xem. Đây, đây, đây cái vị trí càng ủi này. Đấy, hình thức cái càng mình sẽ hàn như thế này. Còn đây là cái phần bắt vào máy nha. Đây, đây có khớp xoay nè. Đây là cái phần làm ủi này, gọi là lấy sắt ở nhà hàn thôi, nó cũng không tốn kém mấy đâu các bạn nhé. Đấy. Đấy, cái ủi thì nhìn nó cũng bình thường hết thôi. Đấy, hai cái cây sắt hai bên này mình hàn vào để mình ủi ở riêng nó không bị cong nữa. Đấy, cái sắt to này. Đấy, còn cái phần nâng hạ thì nó sẽ là thế này. Mình sẽ cáp, sẽ cột vào đây. Bình hàn cái đồng rộng như đây. Sau đấy sẽ cáp này sẽ chuyển ra đây, nó có một cái đồng rộng này chỗ trục này. Chuyển là phía sau. Nối vào. Đấy. Ở đây có một cái đồng rộng này. Hôm nay mình sẽ nối lên trên kiếm. Tại sao mình phải gắn một cái cây sắt như thế này? Để lôi, thứ nhất là lôi cho nó khỏe này. Đây, lôi cho nó khỏe, ví dụ như mình lôi lên, nếu mình cột vào thì nó sẽ, lúc kéo nặng nó sẽ bóp hai kiếm lại, ảnh hưởng tới hai cái tay kiếm nâng của mình. Nhàn cái cây này vào mình lôi sẽ thoải mái hơn, không bao giờ có chuyện nó bị bóp hai cái kiếm vào. Ủi thì vẫn ủi được, nhưng mà đây tại sao mình lại phải hàn hai cái xích dây vào đây? Tại vì cái này là nó là nâng bằng cáp nên nó có độ giãn của nó, với lại cáp của mình thì cũng bé nên ủi những chỗ mình sẽ làm như thế này nữa. Các bạn nhìn cái mũi ủi nhé, giờ mình sẽ nâng, mình sẽ hạ cái nâng cái ủi xuống nha. Đấy, à, xuống thì cái cám nó sẽ cái giãn xuống này, làm ủi mình nó sẽ nghiêng cái này. Đấy, mình sẽ hàn cái này vào đây để khi nó ăn đất rồi nó không rút xuống nữa, nó không bành cái bánh trước lên nha. Nó căng cái xích này ra. Đấy, xích này mình có ốc chỉnh này, có thể nâng kéo lên kéo xuống này, kéo lên hạ xuống này. Mình đã thử ủi thử và cũng khá là được, nhưng mà ủi chỉ được ủi cái tốc độ này, ủi rất là chậm, với lại nó không ủi được đất cứng đâu, phải máy bé mà. Thì mình rút ra kết luận là nếu mà lúc trước mình có xem trên mạng, mình có một bạn cũng làm một cái ủi như thế này, mình cũng bắt chước hình thức mình về mình làm thử. Sau khi làm xong mình rút kinh nghiệm là làm bằng cái hệ thống cáp kéo bằng thủy lực đằng đuôi này thì nó không, nói thẳng là nó không ngon, chỉ nâng hạ được thôi chứ không chỉnh lên chỉnh xuống, kiểu ép xuống được với lại nâng lên thì nó không cữ được. Ví dụ như độ đất cứng này, ủi vào nó sẽ bị bành lên hoặc là nó bị rút xuống, thì mình nếu có ti thì lực á, thì mình sẽ giữ chỉnh ti cho nó giữ ở khoảng đấy, nó không rút xuống thêm được. Còn như thế này á, thì chỉ gọi là ủi được như này thôi, mình ủi đất thẳng thôi. Đấy. Còn để ủi đất mà nó hơi cao hơn hoặc thấp hơn cái đường mặt phẳng của bốn bánh của mình ấy, thì nó sẽ không ủi được. Nếu mà anh em nào có thấy định chế theo hình thức này thì mình khuyên là tốt nhất là thôi, không nên chế nhé, để mất thời gian. Mình chế mất hơn 2 hôm, nhưng mà sau một buổi sáng thử là mình thấy là nó không không được như ý lắm. Chiều nay mình sẽ gỡ ra, tháo ra, bỏ ra. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Nếu thấy hay thì ấn like vào cho mình xin một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.